Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 9, chương trình có những thông tin chính sau đây. Huyện Cam Lộ khuyến cáo các địa phương huy động mọi nguồn lực khẩn trương thu hoạch nhanh diện tích lúa và hoa màu còn lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra. Hai ngư dân trẻ mạnh dạn đầu tư chuyển đổi ngành nghề với mô hình sản xuất thuyền composite. Khúc tình xưa QRTV năm 2016 do Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị tổ chức đã bước vào vòng 2 với sự góp mặt của 41 thí sinh được tuyển chọn từ vòng loại. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ đóng mở gói thầu 03 xây dựng các tuyến đường Bà Triệu, Hoàng Diệu, Lê Thánh Tông và Trường Chinh, thành phố Đông Hà thuộc dự án phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong GMS Quảng Trị. Trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng đô thị, tỉnh Quảng Trị thực hiện 6 tiểu dự án, trong đó có tiểu dự án đường giao thông đô thị Đông Hà, tuyến đường Hoàng Diệu, Bà Triệu, Trường Chinh và Lê Thánh Tông. Đây là gói thầu xây dựng theo phương thức đấu thầu cạnh tranh trong nước và có quy mô lớn trên địa bàn toàn tỉnh, được thực hiện từ nguồn vốn của ADB. Đến nay có 11 nhà thầu tham gia dự thầu với sự chứng kiến của tất cả các bên liên quan. Phiên đóng mở thầu diễn ra theo đúng quy định, bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng nhằm lựa chọn các nhà thầu hợp lệ, có kinh nghiệm và đủ năng lực để thực hiện thi công các công trình đảm bảo chất lượng, thời gian. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới bước vào đầu mùa mưa, nhưng trong những ngày qua, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, trong đó lốc xoáy và mưa lớn kéo dài làm cho nhiều diện tích lúa vụ hè thu và cây trồng bị gãy đổ và ngập úng. Trước tình hình đó, huyện Cam Lộ đã khuyến cáo các địa phương huy động mọi nguồn lực khẩn trương thu hoạch nhanh diện tích lúa và hoa màu còn lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho bà con nông dân. Vụ hè thu năm nay, huyện Cam Lộ gieo cấy được 1.335 ha lúa, năng suất lúa vụ hè thu năm nay ước đạt 45 tạ một ha. Tính đến nay, bà con nông dân mới thu hoạch khoảng được 50% diện tích. Theo dự báo, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn chịu ảnh hưởng của không khí lên tăng cường, nên sẽ có mưa, có nơi mưa rất to và dông, có khả năng xuất hiện lũ và gây ngập úng ở vùng trũng. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra, những ngày này, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo các địa phương tập trung hướng dẫn bà con nông dân, tranh thủ huy động nhân lực, phương tiện cơ giới, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa và hoa màu còn lại với phương châm xây nhà hơn già đồng, chuẩn bị tốt các điều kiện phơi sấy, bảo quản hợp lý nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch. Đối với các cây trồng khác chưa đến kỳ thu hoạch như ngô, lạc, rắn, rau các loại, cần tiến hành khơi thông, tạo rãnh thoát nước, hạn chế ngập úng khi có mưa lớn xảy ra. Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường. Vì vậy, để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ và thiên tai gây ra, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh đã triển khai các phương án. Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Đa Sơn, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tỉnh. Thưa ông, xin ông cho biết đánh giá cái sự thiệt hại trong cơn bão số 4 và tình hình thiên tai trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như thế nào? Trong cái bão số 4, thì riêng cái hoàn lưu của bão xảy ra là 241 nhà dân tốc mái, trong đó có 8 nhà là bị sập và tốc mái hoàn toàn. Và là về sản xuất ấy, thì là gần 1.000 ha lúa bị rạp, gãy đổ chưa kịp thu hoạch, nó cũng ảnh hưởng đến cái năng suất, sản lượng của cái vụ sản xuất của bà con. Và một điều đặc biệt là cái thiệt hại này nó còn lại rộng trên địa bàn toàn tỉnh, và đặc biệt trong đó là ngoài tốc mái nhà, ngoài một số thiệt hại đặc biệt lúa bị gãy đổ ấy, thì đặc biệt lại có 8 người dân bị thương. Đấy, cái này thì do cũng để thấy rằng là những cái sơ suất, những cái thiệt hại là đáng ra là chúng ta sẽ hạn chế được. Vậy trước cái dự báo của diễn biến thời tiết phức tạp trong những tháng cuối năm 2016, thì ông có những cái khuyến cáo và cảnh báo gì đối với chính quyền địa phương cũng như người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị? Để hạn chế thiệt hại một cách thấp nhất, kể cả tính mạng cũng tài sản, thì ngoài cái chỉ đạo chỉ huy quyết liệt thì cũng đề nghị bà con, thứ nhất là đối với cái vùng mà miền núi
vùng bà con dân sinh sống ở hai dọc bờ sông, hai bên bờ sông ấy phải luôn luôn chú ý vấn đề về là lũ quét rồi vấn đề sạt lở bờ sông, có những để có luôn luôn kiểm tra, luôn luôn theo dõi để có những giải pháp, kể cả giải pháp phải di dời để trước hết đảm bảo cái tính mạng cũng như những cái tài sản gọi là của bà con để tránh thiệt hại. Rồi đối với những cái vùng mà thường ngập lụt sâu thì cũng phải là có những cái phương án từng hộ gia đình là phù hợp với điều kiện của mình để đảm bảo được cái tính mạng. Đặc biệt là qua theo dõi thì thấy rằng khi lũ, trong thiên tai thì cái vấn đề về thiệt hại sau thiên tai thì thường là xảy ra, đặc biệt là trẻ em. Thì cái này bà con cũng phải nên chú ý. Thứ ba là với thiên tai phức tạp nhưng cái quả những sản xuất vụ đông cũng như sản xuất của vụ đông xuân tới cũng rất là cần thiết. Thì phải nói rằng là hiện nay trên địa bàn theo thì còn khoảng hơn 1.500 hecta lúa của vụ hè thu năm 2016 cho thu hoạch. Như vậy là theo cái lịch thời vụ của sở là chậm hơn nửa tháng rồi. Cũng đề nghị là cái này cũng là vừa là bài học để là lết vụ và đây là bài học về lâu dài trong vấn đề về nông lịch, thì cũng khuyến cáo bà con trong phát triển sản xuất kinh tế. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Trong nỗ lực khắc phục những ảnh hưởng nặng nề do sự cố môi trường biển vừa qua gây ra, hai người dân trẻ ở thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi ngành nghề với mô hình sản xuất thuyền composite. Câu chuyện lập nghiệp của anh Nguyễn Văn Quảng và anh Nguyễn Duy Thủ còn mở ra hướng đi mới trong tư duy phát triển kinh tế cho bà con người dân ở các địa phương ven biển. Vốn là những ngư dân thực thụ và có thâm niên về sản xuất thuyền nan tre truyền thống ở địa phương, anh Nguyễn Văn Quảng và anh Nguyễn Duy Thủ thấu hiểu sâu sắc những hạn chế của loài thuyền này. Sẵn có niềm đam mê khoa học kỹ thuật, cộng với khát vọng được đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển, hai anh đã tự mình học hỏi về quy trình sản xuất thuyền composite. Thuyền composite sử dụng nguyên liệu ngoại nhập chất lượng cao. Tôi và anh Thủ, hai anh em chúng tôi đã đóng thuyền nan truyền thống 10 năm, nắm bắt được nhu cầu của bà con ngư dân. Chúng tôi quyết định đi tham quan các mô hình và quyết định vay vốn để về mở cơ sở sản xuất thuyền composite phục vụ cho bà con ngư dân trong và ngoài địa bàn. Với những ưu điểm vượt trội, nhất là giá hai loại thuyền tương đương nhau, dao động từ 25 đến 30 triệu đồng, nhưng thời gian sử dụng của thuyền composite trên 20 năm, gấp hơn 2 lần so với thuyền truyền thống. Sau 5 tháng đi vào hoạt động, hai anh đã xuất xưởng được 20 chiếc thuyền composite cho bà con ngư dân. Bây giờ, khi đã có cơ sở sản xuất riêng, anh Thủ và anh Quảng không chỉ thỏa mãn ước mơ được đồng hành cùng ngư dân ra khơi bám biển, mà còn giải quyết công ăn việc làm cho một số lao động ở địa phương. Anh Thủ và anh Quảng là hai hội viên tiêu biểu của xã Vĩnh Thái. Từ mô hình của hai anh, Hội Nông dân xã Vĩnh Thái động viên khuyến khích bà con ngư dân mạnh dạn chuyển đổi trong sản xuất để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và đặc biệt là khắc phục những khó khăn do là môi trường ô nhiễm môi trường biển gây ra. Mô hình đóng thuyền composite góp phần cải thiện, nâng cao năng suất lao động ở các địa phương, lấy khai thác thủy sản làm hướng phát triển kinh tế mũi nhọn, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển để nâng cao thu nhập, đồng thời mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi sản xuất cho những hộ gia đình ngư dân ở các địa phương ven biển. Tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn ở khu vực miền núi đang được ngành điện hết sức quan tâm. Thực hiện tốt công tác này không những nâng cao nhận thức cho người dân trong sử dụng điện một cách hợp lý, tiết kiệm chi tiêu mà còn góp phần phòng tránh những tai nạn điện có thể xảy ra. Tuần nào cũng vậy, những công nhân thuộc đội quản lý điện tổng hợp Hưởng Phùng, Điện lực Khe Sanh đều lồng ghép việc kiểm tra sửa đổi các tuyến đường dây hạ áp, đo đếm chỉ số công tơ điện với việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm an toàn trong các hộ đồng bào dân tộc. Thông qua lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn, trực tiếp cấp phát tờ rơi giúp cho người dân nâng cao hiểu biết trong quá trình sinh hoạt, sử dụng điện, vừa đảm bảo tiết kiệm điện, tiết kiệm chi tiêu cho gia đình, đồng thời phòng tránh những tai nạn điện có thể xảy ra. Khi là cần thiết thì mình phải là gắm điện, tủ lạnh, máy quạt, TV
Thứ hai nữa là đến lúc mà mình không hết, không cần thiết thì mình tắt để cho bảo đảm cho nhà nước mà bảo đảm cho gia đình là có lợi, có ích cho xã hội nữa. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các thôn bản vùng sâu vùng xa ở huyện miền núi biên giới cơ bản được sử dụng liên lưới quốc gia. Qua đó, góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, nhận thức về sử dụng điện an toàn của người dân vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt ở khu vực miền núi hay xuất hiện dông sét, nếu không có biện pháp phòng tránh, rất dễ xảy ra hư hỏng các thiết bị trong gia đình. Vì vậy, đội quản lý điện tổng hợp Hưởng Phùng đã chỉ dẫn cho bà con sử dụng điện mỗi khi dông sét để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Như vậy, kể từ ngày có điện, trên địa bàn chưa có vụ tai nạn điện đáng tiếc xảy ra. Cái địa bàn thì rộng, xã một xã là đặc biệt là cái xã là quá rộng, địa bàn rộng, dân cư đông nên công tác tuyên truyền thì cũng có một số phần hạn chế. Thì cũng trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ là quyết tâm sẽ là tiếp tục qua cả cái buổi giao ban hội họp để tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho nhân dân hiểu được cái công tác tiết kiệm điện cũng như là bảo vệ an toàn điện. Hướng Hóa là huyện miền núi biên giới có tỷ lệ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được nhà nước hỗ trợ tiền điện chiếm tỷ lệ cao. Chỉ tính trong quý 1 năm 2016, toàn huyện đã hỗ trợ gần 950 triệu đồng để chi trả tiền điện cho các hộ thuộc diện nghèo và chính sách. Vì vậy, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm an toàn không những góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước mà còn góp phần tiết kiệm nguồn điện, đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng của quốc gia trong những thời kỳ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chương trình Khúc Tình Xưa QRTV năm 2016 do Đài Phản thân Truyền hình Quảng Trị tổ chức đã chính thức bước vào vòng 2 với sự góp mặt của 41 thí sinh được tuyển chọn từ vòng loại. 41 thí sinh lọt vào vòng 2 chương trình Khúc Tình Xưa QRTV năm 2016 là những thí sinh được tuyển chọn từ hơn 130 thí sinh tham gia ở vòng loại. Để có được những phần thi tốt nhất, thể hiện được phong cách cũng như những nét đặc trưng của dòng nhạc bolero đậm chất trữ tình này. Các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu chọn ca khúc thể hiện, đầu tư phối nhạc, trang phục và phong cách biểu diễn. Đặc biệt là qua những ý kiến góp ý của ban giám khảo từ vòng loại, thí sinh cũng đã rút ra những bài học cho riêng mình. Bước vào vòng 2 thì em cũng đã cố gắng tìm những bài hát để hát cho mọi người nghe, để xem thử mình hợp với bài nào và để mọi người đánh giá góp ý để em chuẩn bị để làm hoàn thành tốt cái bài hát của mình. Qua những cái phần nhận xét của ban giám khảo thì ở vòng 2 này mình có một chút kinh nghiệm hơn, đó là khi lên sân khấu thì mình có thể biết cách tiết chế giọng hát hơn, rồi về phần phong cách biểu diễn thì mình cũng có một chút kinh nghiệm nhiều hơn so với phần thi thứ nhất. Trải qua vòng loại, chương trình Khúc Tình Xưa QRTV lần đầu tiên được Đài Phản thân Truyền hình Quảng Trị tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả ở mọi lứa tuổi. Sự thành công bước đầu này đã góp phần khơi dậy niềm đam mê và thổi thêm sức sống cho dòng nhạc tình môn thổi này. Theo đánh giá của ban giám khảo, vòng 2 của Khúc Tình Xưa QRTV năm 2016 đã có những tiến bộ rõ rệt của các thí sinh tham gia về cách chọn bài, kỹ thuật, xử lý bài hát. Vòng 2 của Khúc Tình Xưa QRTV 2016 được tổ chức trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9 tại Studio Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Kết thúc vòng loại, ban giám khảo sẽ chọn ra từ 10 đến 12 thí sinh bước vào vòng chung kết. Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Công đoàn ngành Bảo hiểm xã hội, Công đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công đoàn năm 2016. Tham gia hội thi có 11 đội đến từ Công đoàn ngành cơ sở. Trải qua 3 phần thi là chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi kỹ năng, các đội thi đã mang đến những tiểu phẩm, câu chuyện khác nhau để truyền tải những thông điệp về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Những kiến thức liên quan đến những quy định, nội dung, những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân về chế độ chính sách, kiến thức pháp luật nói chung và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng.
Hội thi kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và công đoàn cũng là sân chơi bổ ích để cán bộ nhân dân có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, góp phần giải quyết các chế độ chính sách cho người tham gia và thụ hưởng một cách thiết thực, đúng quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Trị, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2016, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, tăng 33% so với tháng trước. Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, tăng 33% so với tháng 8. Tai nạn giao thông làm 10 người chết và 28 người bị thương. Để giảm thiểu tai nạn giao thông, thời gian tới, tỉnh triển khai kế hoạch chuyên đề tổ chức tuyên truyền về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông địa bàn vùng nông thôn, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, doanh nghiệp vận tải, tổ chức chỉ đạo kiểm tra, rà soát các bến bãi, các phương tiện thủy nội địa, người lái phương tiện để làm tốt công tác quản lý, đồng thời tổ chức tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát tải trọng phương tiện. Thưa quý vị và các bạn, Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị vừa nhận được một clip của một khán giả của đài gửi về phản ánh về tình trạng trên quốc lộ 1A, đoạn km 720 qua xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. Người dân đã tụ họp chờ giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trong thời gian qua, nhiều người lưu thông trên quốc lộ không khỏi bức xúc và dè chừng khi đi qua km 720 thuộc xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. Bởi nơi đây xảy ra tình trạng nhiều người dân họp chợ giữa lòng đường. Hàng hóa bày bán giữa lòng lề đường nhiều ngày đã trở thành chợ tự phát. Nhiều người đi xe máy dừng đổ xe ngay giữa đường để mua hàng, khiến người điều khiển xe máy đi qua đây phải lết sang làn đường dành cho xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Điều đáng lo ngại, đây là tuyến quốc lộ nên có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, thường chạy với tốc độ rất cao. Nếu tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán không được giải quyết dứt điểm thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, chính quyền địa phương cần quan tâm giải quyết dứt điểm tình trạng trên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, số điện thoại đường dây nóng của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh, cung cấp thông tin của quý khán thính giả trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn thông tin này, chúng tôi đã tiến hành xác minh và tổ chức sản xuất kịp thời các tin bài, phóng sự. Trong đó, nhiều tác phẩm đã tạo được dấu ấn tích cực đối với công chúng, góp phần giúp đài thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền. Bắt đầu từ hôm nay, để giúp quý khán thính giả thuận lợi hơn trong việc liên lạc, cung cấp thông tin, Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị công bố lại số điện thoại đường dây nóng 0533 883 888. Số điện thoại này sẽ hoạt động liên tục 24/24 giờ từ thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra, Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị cũng mong muốn quý khán thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng 0533 883 888 và hộp thư điện tử biên tập.tv@gmail.com để giới thiệu, cung cấp cho đài những việc làm tốt, những nghĩa cử đẹp đã và đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Những thông tin được chúng tôi xác minh rồi tiến hành tổ chức sản xuất phát sóng sẽ được chi trả nhuận bút theo quy định hiện hành của đài. Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị rất mong nhận được sự hợp tác của quý khán thính giả để chương trình của đài ngày càng hay hơn, sinh động hơn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.